vâng xin chào tất cả mọi người chào mọi người lại đến với uh, kênh xem bóng đá là có tiền của mình hôm nay thì mình sẽ nhận định trận đấu ở trong khuôn khổ bảng H vòng bảng world cup 2022 uh, giữa đội tuyển nga và croatia uh, trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 45 uh, dạng sáng ngày 2 tháng 9 năm 2021 anh em nhé ok thì uh, trong cái trận đấu này nga và croatia đang chia nhau hai vị trí đứng thứ nhất và thứ hai của cái bảng H này cùng với một cái hiệu số điểm thì liệu rằng ở trong cái trận đấu này thì đội tuyển nào sẽ giành chiến thắng để vững chắc cái ngôi vị đầu bảng của mình thì anh em hãy cùng mình đi vào những cái nhận định chính những cái nhận xét chính của cái trận đấu này nha các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là nga là một trong những cái uh, đội tuyển cũng khá là mạnh nhưng mà ở trong cái Euro năm 2020 vừa qua thì họ đã đi thi đấu là cực kỳ thất vọng khi mà họ đã phải dừng cuộc chơi ngay từ cái vòng gửi xe và không chỉ vậy khi mà bắc âu thường có những cái duyên ở cái đấu trường world cup cụ thể là ngoại giải năm 2018 nghìn họ là chủ nhà đại diện xứ sở bình dương mới chỉ có 3 lần ba lần khác được góp mặt tại các cái ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà thôi thì liệu rằng năm nay khi mà họ đã được sắp xếp vào một cái bảng đấu phải nói là dễ dàng rồi thì các cầu thủ Nga ngố có thể có một chiến thắng hay không anh em nhé. Ok thì đây là cái bảng xếp hạng bảng H trong thời điểm hiện tại. Tất cả các đội thì đều thi đấu được 3 vòng riêng bảng H thì những bảng đấu khác một số bảng đấu thì chúng ta có 5 đội nhưng mà đối với bảng H thì chúng ta có 6 đội sự cạnh tranh nó sẽ là lớn hơn. Cũng có những cái tên như là À, Slovenia này Đấy, hay là Slovakia Nga cùng với Croatia còn uh, Kitrut cùng với lại Masta thì cũng không ok lắm thì trong thời điểm hiện tại Croatia cùng với Nga hai đội đều đang có 6 điểm nhưng mà Croatia dương hơn một bàn so với các cầu thủ, thủ Nga hai đội đều có hai chiến thắng và một trận thua ở cái uh, lịch sử trong những cái trận đấu gần đây của các cầu thủ Nga thì trong 5 trận đấu gần đây nhất các cầu thủ Nga thắng 2 hòa hòa 1 và thua 2. Ờ, những trận uh, thắng của họ là họ thắng trước các cầu thủ Borussia với tỷ số là 1-0 và thắng trước các cầu thủ Phần Lan với tỷ số là 1-0. Họ đã để thua ê chề trước các cầu thủ Đan Mạch với tỷ số là 4-1 và một tỷ số 3-0 là tỷ số họ phải thua trước các cầu thủ Bỉ. Còn về phía các cầu thủ Croatia Croatia thì ở trong cái của Euro vừa rồi thì họ cũng đã thể hiện rất là tốt rồi, không có gì phải đáng buồn khi mà họ phải chia tay trên chấm 11 m với các cầu thủ Tây Ban Nha. Họ đã có một chiến thắng trong năm trận đấu gần đây nhất và có một trận hòa còn lại là thua. Họ hòa trước các cầu thủ cộng hòa Séc và chiến thắng các cầu thủ Scotland với tỷ số là 3-1. À uh, như mình đã nói thì họ phải uh, chấp nhận thua đau trên chấm penalty trước các thủ Tây Ban Nha để nhường tấm vé đi tiếp ở Euro vừa rồi cho các thủ Tây Ban Nha. À uh, họ Croatia thì cũng để thất bại với tỷ số 1-0 và à uh, hai tỷ số 1-0 trước đội tuyển Anh và đội tuyển Bỉ các bạn nhé. Trong uh, 5 trận đối đầu gần đây nhất thì uh, trong 3 4 năm gần đây thì hai đội không gặp nhau. Họ gặp nhau xuyên suốt từ năm 2006 cho đến năm 2018. Uh, có 4 trận thôi và có 3 trận có kết quả hòa ba trận có kết quả hòa đó chính là năm 2006, 2007 và năm 2018 duy nhất chỉ có năm 2015 thì uh, Russia giành chiến thắng với tỷ số 3-1 mà thôi. Ok trên đây là những cái lịch sử của cả hai đội này và cái đội hình ra sân dự kiến của cả hai đội ở cái trận đấu này như sau. Về phía các cầu thủ nga uh, điểm qua một chút thì họ không có nhiều cái tên đáng chú ý trong thời điểm hiện tại khi mà tất cả các cầu thủ, thủ của họ đều gần như đang thi đấu ở giải quốc nội mà thôi không có những cầu thủ, thủ ở ngoại hạng hay là ở những cái giải bóng lớn của khu vực châu âu ờ, trên hàng tấn công của họ sẽ là ba cầu thủ Glovorin này, Tuskavin cùng với lại vị trí của Smolov. Còn uh, hàng tiền vệ của họ thì sẽ là uh, Mutkin, Kurev cùng với lại Robin. Bốn cầu thủ ở hàng uh, Hậu, hậu vệ và trung vệ thì là Fedemangnet, Isevic, uh, Kotev cùng với lại vị trí của Kudivasov. Còn uh, về uh, phía thủ thành của họ thì là Rudz. Croatia uh, sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất nếu như là dự kiến như thế này thì chắc chắn là các cầu thủ nga không thể ăn được rồi. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy những cái tên cực kỳ chất lượng của Croatia luôn luôn là những phần xích và phần xích. Uh, Croatia, Luka Moric, Kovacic này, Vasic cùng với lại vị trí của Perisic hay là Orisic Đấy, Những cái tên nói chung là chỉ xét với xích với x thôi ờ, Để mà nói ở trận đấu này Luka Moric ra sân Thì mình cũng thấy đây là một cái đội hình ra sân dự kiến Nó là, là, là tương đương thôi chứ không phải là chắc chắn được Tại vì là chưa chắc ở trận đấu này Luka Moric ra sân Tại vì là uh, nếu như để gặp một đội tuyển nó mạnh hẳn thì khả năng ra sân của Lukaku sẽ thấy, uh, tốt hơn. Còn nếu như mà trận đấu này, nếu như Croatia có thể giành chiến thắng sớm ở trong hiệp 1 thì mình nghĩ là Lukaku sẽ sẽ không được tung vào sân đâu. Uh, cái tên khác ngoài vị trí của Lukaku thì các bạn có thể thấy là Perisic cùng với lại uh, Pasalic là hai cái cầu thủ đang thi đấu cực kỳ tốt ở uh, uh, đấu trường châu Âu. Ở cái trận đấu này ấy, thì uh, về phía nhà cái đang đưa ra một cái kèo cũng khá là ok. Khi mà Croatia và Nga thi đấu thì họ đưa ra cho anh em một cái kèo bóng chính Đó chính là kèo bạc bóng à, Nga ăn 0,97 còn Croatia thì ăn 0,84 à, Đội tuyển Croatia thì đang có hơi chấp tiền một chút Còn kèo tài xỉu ở trận bóng này thì đó là kèo tài xỉu 2 1 phần 4 Ăn 92, xỉu cũng ăn 92 luôn Còn hiệp 1 thì uh, tài xỉu một hòa ăn 87 và 74 anh em nhé Còn bóng hiệp 1 thì cũng bằng bóng luôn, không đội nào chấp cả. Thì ở cái trận bóng này thì uh, vừa dựa vào cái đội hình ra sân dự kiến vừa rồi mình đưa cho tất cả anh em thì anh em có thể sẽ nhận thấy là Croatia đang mạnh hơn rất nhiều và um, họ sẽ tấn công dồn dập, uh, áp đặt cái lối chơi của mình lên các cầu thủ ngang ngố thì trong hiệp 1 mình nghĩ là sẽ có bàn thắng. Thì ở trận đấu này mình Uh, nhận định là anh em nên chơi cái kèo bóng đó chính là kèo tài hiệp 1 cùng với lại một cái kèo bóng Croatia cả trận anh em nhé đấy là hai cái kèo bóng chính mà mình đưa cho tất cả anh em còn anh em nào muốn nhận thêm cái nhiều kèo bóng khác hơn nữa có những cái kèo bóng uh, phụ có những cái kèo góc có những cái kèo rung uh, hay là một số cái kèo chạy đạn trong trận đấu thì anh em có thể kéo xuống phần mô tả kết bạn zalo với mình hoặc là kết bạn trực tiếp qua cái mã qr mình để ở trên góc phải màn hình mình sẽ cho anh em vào trong nhóm bóng đẩy kèo 24 trên 7 và sẽ có những cái nhận định chính xác nhất để cho anh em có thể theo dõi bên cạnh đó thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em đăng ký trên một cái trang bóng chơi thật là uy tín làm rút tiền qua banh kinh ngân hàng anh em nhé trên đây là tất cả những cái nhận định và dự đoán của mình về cái trận đấu này Uh, anh em nào mà muốn theo dõi nhiều trận đấu khác hơn nữa thì anh em hãy uh, để dưới phần mô tả nữa, có cái kênh một kênh mới nữa của mình thì anh em ấn theo dõi kênh mới nữa thì hai cái kênh này mình sẽ lên đều các video cho anh em xem hơn ok uh, kết thúc video này ở đây xin chào hẹn gặp lại tất cả anh em ở cái video lần sau